Phổ tai combo giàu chất khoáng, canxi, phốt pho, sắt, muối, vitamin A, B1, B12, vitamin C, v.v. giúp tiêu hóa dễ dàng các chất carbon hydrate, thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch, dị ứng, viêm khớp, phong thấp, rối loạn thần kinh, giảm bệnh dạ dày, đường ruột, hạn chế tích mỡ và cholesterol trong máu, thúc đẩy bài tiết, ngăn ngừa táo bón, giảm cân. Có lượng canxi cao nhất trong các loại rong biển, chứa axit glutamic, khi nấu tạo ra vị ngọt tự nhiên. Dùng để nấu nước daiji, nấu bột cho bé ăn dặm. Có tính kiềm dương, là loại thực phẩm thông dụng, dùng thường xuyên trong các món ăn có tính axit như gạo lứt, các loại đậu đỗ, đậu phụ từ đỗ tương. Thành phần gồm có rong biển phổ tai xuất xứ Hàn Quốc. Tấm kombu dày và dai nên khi ninh nấu các món ăn, sử dụng cả nước ngọt và cả xác kombu để xào cùng với các thực phẩm khác mà không bị nát hay biến đổi màu sắc. Mùi vị tự nhiên, không có vị tanh đặc trưng nên có thể dùng cho người bắt đầu sử dụng hoặc không quen với vị tanh của rong biển.